thấy có những điều đang diễn ra ở xung quanh mình, có những điều mà nó diễn ra một cách rất là chậm và liên tục mỗi ngày, và đôi khi chúng ta nhìn thấy tất cả những điều đó, chúng ta nghĩ rằng đó là một điều đương nhiên, một cái điều rất là bình thường, chẳng có gì đáng để quan tâm. Nhưng khi để tập một chút, chúng ta sẽ thấy đó là những cái bài học rất quý mà Chúa ngài muốn để đem đến trên đời sống của chúng ta. Và thánh ca số 240 càng gần Chúa hơn, và thánh ca số 244 càng yêu thương Christ. Đó là hai bài thánh ca được dùng ở trong tang lễ của ba tôi. Đó là hai bài thánh ca rất là hay, và ba tôi rất thích những bài thánh ca này. Ở trên giường bệnh, ông dường như là bị quên nhiều thứ lắm, nhưng ông sống với quá khứ của mình và quá khứ của ông, đó là những thi thiên, những thi thiên rất quen thuộc vào trong tuyển học từ những năm tuổi thơ và đến lúc 80, 90, 92 tuổi vẫn còn có thể ghi nhớ. Và ký ức của ba tôi đó là những bài thánh ca, những bài thánh ca mà rất quen thuộc. Và hai bài mà chúng ta vừa được giới thiệu bởi cô Thu Hương, đó là những bài thánh ca mà ba tôi vẫn thường hát, có thể không đúng lời, có thể không đúng giai điệu, bởi vì cũng có nhiều những sự quên lãng. Nhưng cái ý của bài thánh ca và những cái tinh thần của bài thánh ca ba tôi thể hiện cách rất rõ ở trên giường bệnh trước khi ông qua đời. Chúng ta cảm ơn Chúa vì chúng ta có những cơ hội để chúng ta được suy gẫm lại những điều Chúa đang làm trên đời sống của chúng ta mỗi ngày. Nhờ ơn Chúa để chúng ta cứ tiếp tục được lớn lên ở trong sự hiểu biết Chúa, lớn lên ở trong đời sống đức tin của mình. Cách đây vài tuần tôi đã giảng bài giảng liên quan đến khi điều bất ngờ Chúa muốn làm, điều bất ngờ Chúa muốn làm ở trong câu chuyện của Mát đoạn 6. Khi mà Chúa ngày đến với các môn đồ lúc họ đang gặp bão lớn ở giữa biển cả, Chúa đi bộ trên mặt biển để đến với các môn đồ. Nhưng có một điều bất ngờ mà Chúa đã làm, đó là ngài định vượt qua họ, đi qua họ, thay vì ngài bước vào trong công việc của họ. Chúa ngài dường như chậm trễ để có thể bước vào trong hoàn cảnh cuộc đời của một ai đó khi họ đang gặp đối diện với những sóng gió, với những bão tố, với những thách thức trong cuộc đời của mình. Nhưng Chúa có cái chủ đích của ngài. Những lần chậm trễ như vậy, Chúa muốn tăng thêm lên ở trong Chúa, thêm lên trong sự hiểu biết về Chúa, thêm lên trong đức tin ở nơi Chúa. Giống như cách ngài đã từng dường như muốn đi qua cuộc đời của một Lazarơ, lúc Lazarơ ông bị bệnh nằm ở trên giường, và Chúa dường như bỏ mặc Lazarơ, ngài đi ngang qua căn bệnh của ông, ngài đi ngang qua khốn khổ của ông, ngài đi qua cái sự chết của ông. Nhưng sau đó chúng ta thấy rằng chính cái sự đi ngang qua đó đã giúp cho Lazarơ có một sự thêm lên, gia đình của Lazarơ và những người xung quanh có thể thêm lên trong sự hiểu biết về Chúa. Ngài không chỉ là một đấng mà họ đang mong chờ đến chỉ để khiến cho Lazarơ được mạnh khỏe từ trên giường bệnh của mình. Nhưng Chúa ngài tạo một điều bất ngờ trong gia đình đó. Chúa có thể khiến cho Lazarơ đã chết và ở trong phần mộ có thể bước ra và sống lại các sức lạnh đặc biệt. Chúa có thể có những lúc ngài chậm lại ở trong sự giải cứu chúng ta ra khỏi một cái cơn bão nào đó trong cuộc đời của chúng ta. Mục đích để làm gì? Mục đích đó là chúng ta được thêm lên ở trong Chúa, được thêm lên ở trong Chúa. Cơn bão Gia Vi đang đến, nó đã đi qua nhưng để lại rất nhiều đau thương. Và tôi cũng ước ao sẽ có những giây phút để chúng ta có thể ngẫm suy lại những điều Chúa muốn dạy chúng ta trong những cơn bão như thế. Và trong cơn bão Chúa đang đến trong cuộc đời chúng ta tại đây, cơn bão của bệnh tật, cơn bão của năng đề, cơn bão đổ vỡ trong đời sống hôn nhân, cơn bão của những cái sự khó khăn trong đời sống kinh tế, cơn bão ở trong cái sự phục vụ Chúa đối diện với rất nhiều thách thức, với rất nhiều những sự tấn công từ nơi người khác. Và trong chính những cơn bão đó, Chúa dường như đi ngang qua cuộc đời. Nhưng hãy nhớ rằng Chúa muốn chúng ta học những bài học mà Chúa muốn dạy cho đời sống chúng ta. Nhìn xem vinh quang Chúa, nhìn thấy quyền năng, tình yêu, sự nhân từ của Chúa, sự thương xót của Chúa sẽ bày tỏ ta như thế nào ở trong một cái thời điểm như vậy. Chủ đề của anh chị em trong hôm nay đó là thêm lên trong Chúa, và có rất nhiều điều để chúng ta có thể cần trong sự thêm lên trong đời sống đức tin của chúng ta, như ở trong cái thánh thần tải hay trong Phi Lê Nhì đoạn 1 đến câu 3 cho đến câu thứ 11, chúng ta sẽ thấy Phi Lê ông đã khuyên hội thánh của Chúa là phải thêm lên cho đức tin mình sự nhân đức, thêm cho nhân đức sự học thức, thêm cho học thức
sự tiết độ kinh doanh, tiết độ sự sử dụng và nhiều điều khác chúng ta thấy Peter họ cần khuyên nhận chúng ta. Và một trong những điều mà chúng ta cần để thêm lên trong cuộc đời chúng ta, đó là ta thêm lên trong chính cái đời sống tinh sạch của chúng ta ở trước mặt Chúa. Như trong chính Peter gì đoạn 1 câu thứ 5, thêm cho đức tin mình sự nhân tính. Tin đạo phải sống đạo. Ngay sau cái đức tin, cái điều cần thêm lên trong cuộc đời ta là gì thưa các anh chị em? Đó phải là sự nhân đức, đó là cái nếp sống đức hạnh của chúng ta, cái đời sống đạo đức của chúng ta. Nó phải song hành với cái đức tin mà chúng ta có ở nơi Chúa của mình. Và nó sẽ liên hệ đến chính cái sách mà chúng ta đang học với nhau tại đây, đó là sách Lê Vị Ký. Sách Lê Vị Ký, sách Sáng Thế Ký bắt đầu với sự sáng tạo của Chúa, nhưng nó kết thúc với tội lỗi, với sự chết, với một bộ quan tài của Joseph. Sách Xuất Ê Tô Ký để nói đến cách Đức Trời có thể cứu chúng ta và cách Ngài mời gọi dân Israel có thể bước vào trong đức tin ở nơi Chúa và kinh nghiệm sự giải cứu của Chúa ra khỏi Ai Cập và bắt đầu để trải nghiệm một hành trình mới của đức tin. Nhưng sách Lê Vị Ký chúng ta sẽ thấy thêm cho đức tin sự nhân đức. Cái điều đòi hỏi ở trong sách Lê Vị Ký đó là cách để dân Israel họ có thể đến với Chúa, đến trong sự thờ phượng Chúa, đến trong sự phục vụ Chúa, và họ sẽ thờ phượng Chúa, sẽ phục vụ Chúa như thế nào. Cái điều đòi hỏi nơi đời sống của dân Israel đó là một đời sống tinh sạch, một đời sống thánh như Chúa vốn là thánh. Ta là thánh, các ngươi phải nên thánh, và trong sự nên thánh đó họ sẽ được bước vào trong sự tương quan với Chúa, bước vào trong sự thờ phượng Chúa, bước vào trong sự phục vụ Chúa. Và ta phải thấy rằng sách Lê Vị Ký là một sách để nói về sự thờ phượng, một sự thờ phượng, một sự hầu việc Đức Trời. Và trong cái sự thờ phượng hầu việc Chúa, cái đòi hỏi sự nên thánh hay một đời sống tinh sạch là điều không bao giờ thiếu. Và nó thể hiện là trong rất nhiều phương diện mà chúng ta sẽ cùng khám phá trong sách Lê Vị Ký này, những của lễ được quy định, những cái lễ nghi cũng được quy định, những cái chức thầy tế lễ và truyền thụ lại cho các đời cũng được quy định, những cái mùa lễ, những sự thờ phượng ở trong đền tạm cũng được quy định. Và tất cả những cái đó để cho dân Israel thấy được bên cạnh cái đặc ân mà họ đang có, đó là một thủy nhân của Chúa được bước vào ở trong mối liên hệ với Chúa, họ cần phải có một đời sống đạo xứng đáng. Chúng ta đang nói với nhau về cái đền tạm, nơi mà dân Israel họ sẽ thể hiện sự thờ phượng của mình, nơi mà họ sẽ thể hiện cái đời sống phục vụ Chúa của mình. Và trong cái ý nghĩa của đền tạm, chúng ta sẽ thấy có rất nhiều những điều để chúng ta có thể học với nhau. Và trong lần trước chúng ta đã giới thiệu một cách rất nhanh những cái điểm khái quát ở trong cái đền tạm đó, và rất nhiều điều ở trong đó nó được đề cập đến ở trong sách Lê Vị Ký mà chúng ta đang học với nhau ở tại đây. Nó sẽ bổ túc ta rất nhiều trong sự hiểu biết về sách Xuất Ê Tô Ký và sách Lê Vị Ký, cả sách Dân Số Ký sau này nữa. Những vật dụng trong đền tạm ta đã nói ở trong lần trước, có ba nơi ở trong đền tạm: hành lang, nơi thánh và nơi chí thánh. Và mỗi nơi chốn như thế thì có những cái vật dụng được sắp xếp. Và chúng ta đã nói với nhau các vật dụng này được sắp xếp theo hình thập tự giá mà chúng ta đã nói ở trong phần kết thúc của lần trước, của tháng trước. Bây giờ chúng ta sẽ đi nhanh ở trong những cái phần giới thiệu liên quan đến những vật dụng này, những ý nghĩa của nó ở trong sự thờ phượng Chúa của dân Israel. Thứ nhất, chúng ta sẽ nói nhanh về hộp giao ước. Trong Xuất Ê Tô Ký đoạn 25 từ câu 10 câu 22, chúng ta sẽ thấy có nói về hộp giao ước. Hộp giao ước, chúng ta sẽ thấy có những vật dụng rất cơ bản, 10 điều răn, bản 10 điều răn, rồi hộp mana và gậy chỗ hoa của Aaron. Đó là những cái vật dụng sẽ được đặt để ở trong hộp giao ước. Có những vật dụng được để trong hộp giao ước: hai bảng đá 10 điều răn, hộp mana, được mana và cây gậy chỗ hoa của Aaron. Và có một cái lưu ý nhỏ ở tại đây, đó là cũng có sách luật pháp ở trong phụ truyền đoạn 31 câu 26 đơn giản rằng có sách luật pháp để bên cạnh hộp giao ước.
sách luật pháp không phải là 10 điều răn khác với 10 điều răn. Sách luật pháp ở đây được đặt ở bên cạnh hồn giao ước, và có những sự tranh luận của các học giả kinh thánh về sách luật pháp này. Thế thì nó sẽ cứ ở mãi bên hồn giao ước hay nó sẽ được đặt ở trong hồn giao ước sau này? Có những cái quyển sách thì tôi đọc, người ta suy luận rằng cái quyển sách luật pháp này rồi cũng được đặt để ở trong hộp giao ước. Nhưng nếu chúng ta xem ở trong theo đơn 9 câu thứ 4, xác nhận lại trong thời kỳ tân ước thì trong hộp giao ước chỉ có 3 vật dụng ra đổi qua 10 điều răn, hộp mana và cây trầu hoa. Chúng ta cũng có thể xem ở trong những phần kinh thánh khác, chẳng hạn như các quyển nhất đoạn 8 câu 9 cũng chỉ nói đến 3 vật dụng này, không có sách luật pháp được đặt vào. Rồi người ta đặt ra vấn đề có thể có cái gương nhỏ và đặt cái quyển sách luật pháp đó và cái gương và ta đặt ở bên cạnh hộp giao ước, có thể là như vậy. Chúng ta chỉ có thêm một số thông tin như thế ở đây, chúng ta không cần đi phải đi sâu vào trong chi tiết này. Chúng ta chỉ có thể biết rằng trong hộp giao ước nó có những vật dụng rất là linh thiêng, rất là quan trọng, rất ý nghĩa ở trong lịch sử của dân Do Thái. Nó liên quan đến 10 điều răn, cái điều mà Chúa đã ban cho để đưa họ vào ở trong cái mối liên hệ giao ước với Chúa. Ngài là Chúa của họ và họ phải tuân giữ cái giao ước của Ngài qua 10 điều răn. Cũng nói đến cái hộp mana, nó sẽ chu cấp của Chúa dành cho dân sự. Nói đến cây gậy trổ hoa của Aaron có những ý nghĩa rất đặc biệt, chúng ta sẽ khám phá ở phần sau. Hộp giao ước có những vật dụng như thế. Và trong kinh thánh chúng ta sẽ thấy rằng hộp giao ước được gọi với rất nhiều cái tên gọi khác nhau. Ở đây chúng ta sẽ liệt kê những cái tên gọi cơ bản của hộp giao ước được nhắc đến ở trong kinh thánh. Hộp giao ước chắc chắn là cái tên chúng ta đang thường hay gọi trong cái số ký đoạn 10 của bạn bạn. Có khi được gọi là hộp của Đức Chúa Trời, có khi được gọi là hộp của Đức Giêsu và có khi được gọi là hộp của Giêsu và Đức Chúa Trời, có khi được gọi là hộp bản chính, có khi gọi là hộp thánh, có khi được gọi là hộp sức mạnh của Đức Chúa Trời. Đối với dân Israel, hộp giao ước rất linh thiêng. Và họ xem đó như là biểu tượng chiến thắng của họ trước mặt những kẻ thù địch của mình. Khi họ ra trận và thất bại, cái điều mà họ đòi hỏi đó là phải đem hộp giao ước. Bởi vì có hộp giao ước, đó là hộp sức mạnh của Đức Giê-hô-va, họ sẽ có thêm sức mạnh và kẻ thù sẽ bị run rẩy. Thực tế, câu chuyện này nó đã được diễn ra ở trong cái thời của thầy tên là Nê-li, trong sau nhất đoạn 1, chúng ta nhớ câu chuyện thành đó. Dân Israel đã đối diện với kẻ thù của mình là người Philistine. Và họ đã từng thất bại và họ đã đem hộp giao ước ra, và đúng dân Philistine đã phải run rẩy khi thấy dân Israel đem hộp giao ước ra, bởi vì họ đã nghe rất nhiều truyền thuyết về chính cái hộp giao ước, hộp sức mạnh của Đức Giê-hô-va. Nhưng rồi cuối cùng dân Israel đã bị thất bại, họ đã bị thất bại và dân Philistine đã cướp được cái hộp giao ước đó. Nhưng là cái chiến thắng của họ, thần Dagon của họ chiến thắng Đức Giê-hô-va của chính người Israel. Rồi những câu chuyện cái thánh sau đó tiếp tục được diễn ra cho chúng ta được biết. Và cả ngôi rớt xuống và có thể làm sắc mặt vào chiếc hộp giao ước Chúa của Phật. Những cái vật dụng được đặt ở trong hộp giao ước có những vật rất linh thiêng. Nhưng chúng ta sẽ thấy rằng cái điều để tạo nên sự linh thiêng thật sự của hộp giao ước đó là gì? Đó là bởi vì hộp này là đại diện cho cái sức mạnh, cho cái sự hiện diện của Chúa, cho sự hiện diện của Chúa. Và trong cái hộp giao ước chúng ta sẽ thấy cái vật, bởi vì đó là cái hộp thánh, nên không ai có được phép để người rờ vào trong cái hộp giao ước đó. Vì vậy, một trong những cái quy định dành cho hộp giao ước, và sau này chúng ta cũng sẽ thấy có một số vật dụng khác cũng có cái quy định khi di chuyển không được đặt tay vào trong cái hộp giao ước, nhưng mà phải có cái khoe bằng vàng và cái đòn khiên bằng gỗ xi tin để có thể di chuyển hộp giao ước. Hộp giao ước không được vận chuyển bằng những xe ngựa hay là xe bò, nó không được khiên bằng tay, nhưng nó phải được khiên bằng những cái đòn gánh. Hộp giao ước phải được bảo đảm đó là một vật thánh tuyệt đối, không được rờ đụng vào bởi bàn tay của con người. Một người ta nhớ là Usa đã từng rờ vào chính cái hộp giao ước và ông đã chết ngay tại chỗ. Cái điểm đặc biệt của hộp giao ước thì đó là có một cái nắp phía bên trên gọi là nắp thiên ân, hay là ngai thương xót, hay là ngôi thương xót của Chúa. Trên đó có cái hai cherubim bằng vàng với đôi cánh dương rộng đối diện nhau, và Đức Giê-hô-va sẽ hiện diện giữa cherubim đó, ánh sáng vinh quang sẽ bày tỏ ở giữa cherubim đó. Cái đắp tri ân nó cũng được hiểu ở trong cái tiếng Do Thái, đó là sự bôi xóa, che đậy những tội lỗi, đó là cái nơi
nơi mà người ta sẽ tìm đến và tìm thấy được sự cứu rỗi cho đời sống của chính mình, và cái nắp kia ở đó để bước người ta vào trong một cái điều mà trong tân ước nói đến huyết của Chúa, trong sự bôi xóa những tội lỗi và giải quyết những tội lỗi của đời sống con người. Và tại nơi nắp kia, tại nơi ngay của sự chiên sống đó, con người sẽ tìm thấy được ân điển của Chúa, đặt ơn để đến gần Chúa Trời qua chính Chúa Giêsu. Và những cái điểm cơ bản liên quan đến hợp giáo ước mà chúng ta có thể thấy ở trong Kinh Thánh, những phần này chép ở trong suốt đây tôi biết là 25, một phần thánh rất dài và chủ yếu để nói về hợp giáo ước. Chúng ta thì đối chiếu lại trong suốt đây tôi biết là 25, chúng ta có thể thấy cái biểu tượng quan trọng nhất, cái điều đối với tôi đó là cái điều tạo nên sự linh thiêng thật sự, là cái điều mà tạo nên cái điều đặc biệt thật sự cho hợp giáo ước. Nó không phải những vật dụng ở bên trong hợp giáo ước, nhưng là ý nghĩa của cái hợp giáo ước này, nó tượng trưng cho sự hiện diện thánh của Đức Chúa Trời, nó tượng trưng cho sự hiện diện thánh của Chúa, sự hiện diện thánh của Chúa. Và khi hợp giáo ước bị mất đi, thì đứa con, một trong những cái con dâu của thầy tên là Eli, là đặt tên của mình là Ichabod, nghĩa là sự vinh hiển của Giê-hô-va đã rời đi rồi, sự hiện diện vinh hiển của Chúa đã rời khỏi cái người đó phải rồi. Cái sự cay đắng, một cái điều rất là nghiêng ngả đến với người còn lại. Biểu tượng của hợp giáo ước này nó tượng trưng cho sự hiển diện của Chúa, còn hợp giáo ước ở giữa dân sen, tức là sự hiển diện của Chúa vẫn còn ở giữa họ. Và sau này chúng ta nhớ, sau khi mà dân sen bị lưu đày qua Babylon thì hợp giáo ước cũng biến mất, không biết cái hợp giáo ước đó bây giờ đang ở đâu. Để chúng ta xem ở trong những cái tờ báo ở bên ngoài, người ta cũng nói, khi cũng nói về cái bí ẩn của hợp giao ước, người ta xem trên YouTube, người ta cũng nói về cái bí ẩn của hợp giao ước này. Có rất nhiều giả thuyết người ta đặt ra, thì Josiah này giống nó, có thể nêu cánh xa đã đem qua Babylon và nó đã biến mất. Và cũng có những chuyện thuyết nói là Chúa đã đem giấu để chờ mà không cho thấy nữa cái hợp giao ước, chúng ta không biết. Ở đây chúng ta không cần phải ghi vào trong cái suy diễn về cái hiện nay hợp giao ước đang ở đâu. Nhưng ta chỉ biết một điều, hợp giáo ước là biểu tượng cho sự hiện diện của Chúa. Và việc hợp giáo ước ngày hôm nay còn hay mất đối với người đó, đối với người tin Chúa trải qua các thời đại, nó không phải là điều quan trọng nhất. Bởi vì hợp giáo ước này nó là hình bóng cho chính Chúa Giêsu Christ đến ở trong thế giới chúng ta, trong thời kỳ lịch sử. Và Ngài là đấng đang ở giữa chúng ta, đóng trại ở giữa cuộc đời chúng ta, ở trong cuộc thánh chúng ta, ở trong cái thế giới chúng ta. Và bởi vì hợp giáo ước này nó được làm hình bóng cho Chúa Giêsu Christ, vì vậy chúng ta sẽ thấy những cái ý tưởng ở trong cái hợp giáo ước này nó cũng sẽ liên quan đến cái thân vị và sứ mạng của Chúa Giêsu Christ. Chẳng hạn chúng ta thấy cái hợp giáo ước nó được làm bằng gỗ và được phủ bằng vàng, và trong cái nhìn của các học giả thánh thánh, nó biểu thị cho chính thân vị của Chúa Giêsu, một đấng có một thân vị như hai mặt tánh, thần tánh và nhân tánh, thần tánh trọn vẹn và nhân tánh trọn vẹn, được kết hiệp với nhau nhưng không trộn lẫn và không thể phân liệt. Chúa có cái nhân tánh và tượng trưng cho gỗ xi tin, và cái phần phủ bằng vàng thì nói đến cái thần tánh của Ngài, nói đến thần tánh của Ngài, chỉ về chính Chúa Giêsu, về thân vị của Chúa. Và trong hộp giao ước chúng ta thấy như là nó có ba vật dụng, hai bản điều răn, có một hộp mana và cũng nói đến cả một cây gậy trổ hoa. Và trong ý nghĩa thần học thì những vật dụng này cũng được dùng để ứng dụng cho chính Chúa Giêsu. Đấng Christ là đấng đã phân phục luật pháp, Ngài đến để làm rõ những gì luật pháp nói về Ngài trong Kêu Đơn 10 câu 5 câu 9, chúng ta có thể xem này, tôi đến để làm rõ những điều mà Đức Giê-hô-va muốn, những điều mà Kinh Thánh đã chép về tôi. Đồ ăn của Chúa là làm theo ý muốn của Cha Ngài ở trên trời. Chúa đến để phân giữ điều răn ở trong Giăng đoạn 15 câu 10 câu 11. Chúa kêu gọi chúng ta hãy, nếu chúng ta phân giữ điều răn của Chúa thì ta được ở trong, giữ mình ở trong sự tình yêu của Chúa, cũng như chính Chúa Giêsu Christ cũng đã phân giữ điều răn của Chúa Cha và ở trong tình yêu của Đức Chúa Cha. Chúng ta thấy Đấng Christ phân giữ luật pháp trọn vẹn, và bởi sự phân giữ và làm theo đòi hỏi luật pháp mà chúng ta ngày nay chúng ta được giải phóng khỏi những cái
tinh thần của luật pháp. Chúa đã sanh ra duy luật pháp, Ngài chịu chết theo đúng độ quy định của luật pháp để đem đến sự cứu chuộc cho chúng ta. Và chúng ta ngày nay sống ở trong thời kỳ ân điển, bởi vì chính Chúa Ngài đã làm trọn tất cả những điều đó thay cho chúng ta. Trong cái video đoạn 10 câu 5 câu 9, hình ảnh của bánh mana Chúa dùng cho từ quý ở trong Giăng 6 câu 2, ta là bánh mana từ trời, chúng ta nhớ, và Ngài đến là để giúp chúng ta sống kết quả. Trong cái video đoạn 10 câu 7 câu 16 hay là trong Giăng 15, chúng ta nhớ một vài giải nói về gốc nho và nhánh, ai cứ ở trong ta và ta trong họ thì sinh ra lắm trái, nhưng mà ta các ngươi chẳng làm chi được. Trong cái video đoạn 7 câu 16 đã ứng dụng lẽ thật đó vào trong chính Chúa Giêsu, đến có thể giúp chúng ta sống cuộc đời kết quả. Đó là những ý tưởng mà chúng ta phải nói nhanh nếu nói về hòm theo bước ở đây đây. Cái điều thứ hai mà chúng ta có thể học qua liên quan đến cái vật dụng ở trong cái nơi thánh, đó là một bàn song hương ngay trước bức màn. Giữa nơi thánh và nơi chí thánh có một bức màn, và ngay cái bức màn trước bức màn ở trong nơi chí thánh, ở trong nơi thánh chúng ta thấy nó có cái bàn thờ song hương đã được đặt ra, một bàn thờ song hương đã được đặt bên nơi đó. Bàn thờ song hương chúng ta thấy cái ô vuông nằm giữa, nằm trước cái bức màn. Cái nơi thánh, cái nơi chí thánh là cái hình vuông, chúng ta thấy cái khối vuông bên ngoài đó là cái nơi thánh, và có cái bàn thờ song hương ở nơi đó, nó cao chừng khoảng 90 cm, gần khoảng 1 mét. Cái bàn thờ cao khoảng 1 mét như thế. Và cái điểm đặc biệt của cái bàn thờ song hương này, chúng ta thấy đó là nằm thẳng hàng với bàn thờ bằng đồng và chậu rửa ở trong sân, trước khi tiến vào ở trong nơi chí thánh để có thể gặp Đức Chúa Trời. Nó nằm thẳng hàng với bàn thờ bằng đồng, chậu rửa trong sân. Ta có thể thấy cái thứ tự trong tất cả các hình minh họa ở trong Kinh Thánh. Nó được thể hiện ở trong suốt 30 câu 1 câu 10. Và cái thứ tự đặt nó phải nằm thẳng hàng, nằm thẳng hàng. Ngoài chậu rửa, rồi tới cái bàn thờ bằng đồng, và phía trong đó là bàn thờ song hương, nó nằm thẳng một hàng như thế, trước khi đi vào trong hòm giao ước và bước vào trong sự kiện hiện thánh của Đức Chúa Trời. Điều này để nói chúng ta điều gì? Điều này để nhắc trong cái lẽ thật, đó là không ai có thể đến với Chúa chứ không trải qua tất cả những điều này. Những điều này là những điều gì? Thứ nhất đó là sự cứu rỗi, thứ hai là sự tha tội, và thứ ba đó là sự cầu nguyện. Chậu rửa để tẩy sạch, bàn thờ bằng đồng để đem sự cứu rỗi, cái chậu rửa đem đến sự tha tội, sự thanh sạch. Và sau đó bước vào ở trong cái bàn thờ song hương, nó đến sự cầu nguyện, sự cầu nguyện. Bàn thờ bằng đồng nó là nơi để người ta sẽ thiêu đốt những cái của lễ để gánh giải quyết những vấn đề tội lỗi ở trong dân Israel. Nhưng mà trước khi một thánh lễ bước vào được ở trong nơi thánh để phục vụ thì có một cái chậu rửa bằng đồng được tha thứ tội lỗi đã là chuyển nhân của Chúa chắc chắn, nhưng trong cuộc đời vẫn có những cái ô uế, những cái bất khiết, những cái điều không tinh sạch, và vậy họ cần có cái chậu rửa để có thể rửa những gì ô uế bất khiết ở trong cái phần cụ thể, nhưng cũng tượng trưng cho cái phần tâm linh của một người. Chúng ta đã được cứu một lần, đó là điều chắc chắn. Tại nơi bàn thờ bằng đồng chúng ta đã giải quyết tội lỗi chúng ta, Chúa đã giải quyết tất cả. Nhưng trên đường đời có nhiều bụi trần nó bám vào trong đời sống của chúng ta, và nó làm chúng ta không phải người có thể thanh sạch và có thể cảm thấy mình tự tin để có thể bước vào trong sự hiện diện của Chúa. Và vậy chúng ta cần phải có một sự ăn năn, sự giải quyết những tội lỗi mà chúng ta đang phạm ở trong cái cuộc sống mỗi ngày của mình, và từ đó chúng ta có thể đi vào trong sự cầu nguyện một cách rất phước hạnh của Chúa. Đó là hình ảnh của cái thứ tự ở đây chúng ta có thể thấy tại đây. Tức là các bạn chúng ta nhớ đến cái câu chuyện của Chúa Giêsu khi Ngài rửa chân cho các môn đồ, Ngài rửa chân cho các môn đồ. Có một môn đồ không muốn cho Chúa rửa chân, đó là Phi-e-rơ. Và Chúa nói rằng nếu mà không rửa chân thì không có phần gì với Chúa hết. Và thế là ông nói rằng Chúa tắm luôn cho con đi, Chúa tắm luôn cho con đi. Nhưng mà Chúa nói gì ta nhớ không? Ai đã tắm rồi thì được sạch, bây giờ chỉ còn chỉ sự rửa chân mà thôi. Tắm rồi nhưng mà đi chân vẫn có thể dính bùn,
vẫn có những cái vết dơ và phải có sự sự tẩy tẩy sạch. À, đó là cái điều chúng ta cần phải kinh nghiệm mỗi ngày. Chúng ta không cần phải cầu nguyện để ăn hay tin Chúa hoài trong đời sống ta, chúng ta làm một lần trong đời sống. Nhưng mà chúng ta trong cái đời sống theo Chúa có những lúc thất bại, yếu đuối, sa sút, có những cái lầm lỡ, đó là lúc mà chúng ta sẽ rửa chân của mình, cần sự rửa chân của mình trong ý nghĩa thuộc linh, sự tha tội, và từ đó chúng ta phải đến với Chúa trong sự cầu nguyện cách ngọt ngào. Và cả sông Hương sẽ tượng trưng cho sự cầu nguyện trong đời sống của cơ đốc nhân. Và khói hương bay lên, nó chúng ta xem ở trong Thi Thiên 141 câu 2 hay là Khải Huyền 5 câu 8, thì khói hương được bay lên tại cái mặt thờ sông Hương, nó được ví sánh như là lời cầu nguyện của các thánh đồ. Và điểm đặc biệt ở tại đây đó là các thầy tế lễ họ dâng hương hai lần, một lần buổi sáng và một lần buổi chiều tối. Nó cũng giống như cách mà những cơ đốc nhân cũng cần trong sự tương giao với Chúa. Buổi sáng chúng ta bắt đầu sự cầu nguyện và kết thúc, trước khi bước vào ở trong cái sự kết thúc một ngày đi vào trong giấc ngủ, chúng ta có sự cầu nguyện. Tuy nhiên cũng có những cái sự cầu nguyện khác mà chúng ta phải đề cập đến, nhưng hai điểm cơ bản sáng và tối chúng ta đến với Chúa ở trong sự cầu nguyện thế này. Và để sau hương nói đến sự cầu nguyện, nói đến sự cầu nguyện của các thánh đồ. Tại bàn thờ sông hương này chúng ta sẽ nhớ các thầy tế lễ khi họ đi sông hương, họ phải có một cái hương đặc biệt mà Chúa chỉ định để có thể sông lên tại nơi cái bàn thờ này, và không được lấy những cái hương lạ từ bên ngoài lên bàn. Và chúng ta nhớ ở trong Giê-xu ký Lê Vi Ký có nói đến hai con trai của A-rôn đã đem lửa lạ, thật ra là sông hương lạ, lửa lạ và sông hương ở trên chính cái bàn thờ sông hương, và họ đã chúng ta thấy đây cái hình ảnh của bàn thờ sông hương nó cũng được dùng để chỉ về chính Chúa Giêsu, cái bóng để chỉ về Chúa Giêsu Christ, hay là thầy tế lễ thực phẩm của chúng ta, cái cầu thang cho chúng ta. Như đã nói, các vật dụng ở trong đền tạm được sắp xếp theo hình thập tự giá, và tất cả đều để chỉ về chính Chúa Giêsu, thân vị và sứ mạng của Ngài. Hợp giáo ước chúng ta đã nói đến cái bóng về sự hiển diện của Chúa Giêsu ở trong hội thánh, trong cái cuộc đời của những người tin Chúa, và với những vật dụng Ngài là bánh sự sống, Ngài là tấn làm trọn luật pháp, Ngài là đến khiến cho các nhân kết quả. Chúng ta đã nói điều đó trước, và ở đây chúng ta nói về Chúa Giêsu trong hình ảnh của một bàn thờ sông hương hình bóng, mà các học giả kinh thánh họ có thể tìm thấy Chúa Giêsu là thầy tế lễ thượng phẩm của chúng ta, tấn cầu thay chúng ta ngày và đêm ở trước mặt của Đức Chúa Trời, hình bóng về Chúa Giêsu Christ đến cầu thai cho chúng ta thành cái lễ thừa phẩm. Đó là thành tựu thứ hai. Và thứ ba chúng ta nói nhanh ở đây, đó là bàn để bánh trần thiết, bàn để bánh trần thiết. Nó là cái bàn, chúng ta thấy nó cũng có cái đỏ, cũng có cái khoen để khiêng chứ không đụng tay vào. Và trên cái bàn bánh, trên cái bàn đó ta sẽ thấy có mỗi bậc nó có hai chồng, mỗi chồng là sáu cái bánh được làm và được đặt ở nơi cái bàn trợ ký này cho ngày Sa-bát. Sau đó sẽ được dùng như là cái thực phẩm cho các thầy tế lễ ở trong cái sự phục vụ của đền thờ. Bàn bánh trợ ký này nó bằng gỗ được bọc vàng, có các quen và cọc khiên như chúng ta đã thấy trên màn hình. Và trên bàn lúc nào cũng có sẵn bánh trợ ký, chén đĩa và những vật dụng khác đều bằng vàng. Chúng ta lưu ý trong cái phần đơn thánh, cái thánh đều bằng vàng, vật dụng bằng vàng. Khi bước ra ở bên ngoài sân hành lang thì nó sẽ bằng đồng, nó có sự khác nhau trong cái vật liệu. Có lẽ chúng ta nhớ câu chuyện của vua David, khi mà ông đói quá và ông ghé vô thành Nốt